Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một phôi bầm sụm trà phục kiến nha. Cây này có quanh là 10 nha, cao là 25. Còn cái tán bay đủ cũng 25 luôn nha. Chị chốt xương nó quá đều luôn. Đây bầu sơ dừa nha anh chị cô chú. Cây phôi bầu sơ dừa nha. Cây quá dễ dán luôn. Đắt cái cò này, rất ngặt luôn, cò hội đế này. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xin bài và ủng hộ luôn.